áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 16 giờ ngày hôm nay 29 tháng 7, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 cho đến 75 km một giờ, giật cấp 9 đến cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, Đến 16 giờ ngày 30 tháng 7, vị trí tâm bão ở cách bờ biển tỉnh Fujian, Trung Quốc khoảng 260 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, giật cấp 9 cấp 10. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực phía đông bắc biển đông vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông trên đất liền khu vực tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật